Xin chào quý vị các bạn, nối tiếp series giới thiệu các linh kiện các dịch vụ tại di động cao cấp.vn. Hôm nay di động cao cấp.vn giới thiệu các bạn một dịch vụ mới đang được triển khai tại di động cao cấp.vn. Đó là dịch vụ thay mới vỏ máy điện thoại Sony C4 chính hãng tại di động cao cấp.vn. Hiện tại di động cao cấp.vn có đủ tất cả các màu của vỏ máy điện thoại Sony C4, đen, trắng, vàng đều có đủ tại di động cao cấp.vn. Khi khách hàng gặp có sự cố xước vỏ máy, vỏ xấu hay đơn giản chỉ muốn đổi màu cho máy Sony C4, quý hàng chỉ cần gọi điện đường thoại đến đường dây nóng 04 66 75099 hoặc truy cập website www.didongcaocap.vn. Kỹ thuật viên của Di động Cao cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể quý hàng khắc phục các lỗi sự cố liên quan điện thoại Sony C4 nói chung và dịch vụ thay mới vỏ máy điện thoại Sony C4 nói riêng. Một lần nữa, di động cao cấp.vn xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu sản phẩm dịch vụ tại di động cao cấp.vn.